Chị nhờ góc quay lui phía này đi. Đây là cuộc chiến solo của hai anh gay. Sang đây bình luận chứ. Bình luận, cứ bình luận thả chém đi. Nhìn mấy người này chả biết chém gì. Thì gió nhiêu rồi à con ơi? Mày mấy rồi? 6 à? Thì số là 64 đấy các bạn. Bạn này rất khó hiểu của thị. Dù bao nhiêu rồi? Rất kỹ thuật. Rất mạnh mẽ và rất nữ tính. Sexy của Thịnh, ôi trời ơi. Sexy của Thịnh đâu rồi, quý ơi trời ơi. Cuộc đấu tranh giải nhất nhì diễn ra rất căng thẳng. Đây này. Rất khó hiểu. Đúng không? Nhưng vẫn thắng. Đến 11. Không có gì để đâu. Rất hay. Quả đánh bóng rất hay của một cầu thủ có mẹ là người Hà Nội và bố người Thanh Hóa. Ai đấy? Có thể chơi. Của Đàm Viên Cương. Thật à? Đàm Viên Cương làm thế rồi. Đây là của bố, bố mẹ người Nam Phi, bố người Thụy Sĩ. Sexy cho các bạn.
thấy. Cuộc chiến giữa anh em trong gia đình là Trương Quang Dũng và cái gì Thịnh? Nguyễn Phú Thịnh. Nếu pha bóng cầu đó mà qua lưới thì có lẽ là bên này không thể đấu được. Rất khó hiểu. Thịnh đã bán độ rồi. Cái gì đó xảy ra. Có vấn đề của đội của Thịnh. Hỏi lại. Khá chậm của Dũng. Pha này có sở trường của Dũng. Vậy là ván đấu kết thúc với phần chiến thắng thuộc về đội Thịnh Niên. Mặc dù Dũng đã rất hưng phấn nghe từ 6-9 nhưng mà vẫn không làm được gì vì quá bất lực. Chúc mừng đội bạn. Phạm đi ngoài. Xúc phạm bình luận viên.